Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Lo Trung Quốc phá đại hội, Phú Trọng điều quân xin cầu viện. Càng gần đến ngày đại hội đảng lần thứ 13, Trung Quốc càng gây ra sức ép đối với nhà cầm quyền tại Hà Nội. Các cuộc tập trận bắn tên lửa và đạn thật diễn ra hết sức nguy hiểm và dày đặc trên Biển Đông. Chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ biến thành đám cháy lớn, châm ngòi cho chiến tranh. Cũng chính các hành động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên Biển Đông đã đẩy Hà Nội và New Delhi lại gần nhau hơn trong một mối quan hệ đối tác ngày càng khăng khít về quân sự được xem là để đối trọng với Trung Quốc. Và việc Trung Quốc gần đây đưa oanh tạc cơ chiến lược H-6G ra đảo Phú Lâm, một trong những khu vực tranh chấp ở quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, đã khiến Hà Nội tức giận. Đây là hình ảnh Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Ấn Độ Bipin Rawat trong chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 11 năm 2019 nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quân đội hai nước. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hà Nội, bà Lê Thị Thu Hằng, hôm 20 tháng 8, như nhiều lần trước đây lại lên tiếng về các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông và tuyên bố rằng việc triển khai máy bay ném bom H-6G mà tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc nói là để chấn áp và ngăn chặn các hoạt động quân sự khiêu khích của Mỹ là hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam và làm phức tạp tình hình trong khu vực. Trong tháng 7 vừa qua, Trung Quốc đã hai lần công bố tiến hành tập trận tại khu vực Biển Đông và Bộ Ngoại giao ở Hà Nội cả hai lần đều lên tiếng phản đối và cho rằng hoạt động này của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Và những hoạt động này của Trung Quốc đặt lên hàng đầu trong nghị trình khi Đại sứ Việt Nam Phạm Sanh Châu gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Harsh Vardhan. Cuộc gặp này được diễn ra vào hôm 21 tháng 8 theo truyền thông Ấn Độ chia sẻ. Và phía Việt Nam đã thông báo với Ấn Độ về tình hình căng thẳng leo thang tại Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại nơi này với việc triển khai tàu, chiến đấu cơ và ít nhất một máy bay ném bom tại vùng biển mà Việt Nam nói thuộc chủ quyền của mình. Và vùng biển này cũng là nơi mà hãng Oxy của Ấn Độ có hoạt động dầu khí. Theo giáo sư Cathay, chuyên gia về quân sự tại Úc, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc điều máy bay ném bom ra quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đã từng đưa một vài oanh tạc cơ tầm xa như H-6K tới khu vực này vào năm 2018. Tuy nhiên, theo nhận định của giáo sư Cathay, sự cởi mở của Việt Nam về cuộc gặp của Đại sứ Sanh Châu là ý nghĩa rất quan trọng. Việc Việt Nam thông báo với Ấn Độ phần nhiều cho thấy rằng Việt Nam đang tham gia vào một hành động ngoại giao để nêu ra hành động của Trung Quốc với mục đích tìm kiếm sự ủng hộ chính trị. Giáo sư Thayen được tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông đã trích lời nói như vậy. Đây là hình ảnh Đại sứ Việt Nam Phạm Sanh Châu bên trái gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Harsh Vardhan vào hôm 28 tháng 1, hình ảnh do tweet của Đại sứ Phạm Sanh Châu chia sẻ. Truyền thông Việt Nam không đăng tải về cuộc gặp này, nhưng Đại sứ Phạm Sanh Châu vào hôm 21 tháng 8 cho biết qua trang tweet cá nhân rằng ông đã có cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ để thảo luận các phương cách nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đại sứ Phạm Sanh Châu nói Việt Nam quyết tâm phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện mạnh mẽ với Ấn Độ. Với việc tiếp cận Ấn Độ, Việt Nam đã cho thấy không chỉ mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước mà còn cho thấy sự ủng hộ không ngừng của mình đối với tự do hàng hải và hàng không của Ấn Độ trên Biển Đông. Theo thạc sĩ Huỳnh Tâm Sáng của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Ấn Độ và Việt Nam giờ đây cùng ở điểm hội tụ về chiến lược. Ông Sáng đã nói với tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng như vậy. Và cả hai bên đều phản đối việc Trung Quốc coi Biển Đông là ao nhà của mình và cùng có lợi ích trong việc giữ gìn hòa bình và ổn định trong vùng biển đầy tranh chấp. Cùng với mối thâm thù, các mối quan hệ quốc tế trong đó có Ấn Độ đang giúp Việt Nam chống lại được tham vọng chiếm trọn Biển Đông và nuốt sống Việt Nam của Trung Quốc. Nhà báo Võ Văn Tạo, người từng chiến đấu trong Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng Ấn Độ sẽ là nước đáng tin cậy để Việt Nam cùng liên minh chống lại Trung Quốc. Những quốc gia mà họ không bao giờ xóa được thâm thù với Trung Quốc là Ấn Độ và Nhật Bản, và tôi nghĩ Việt Nam liên minh được với những quốc gia đó thì mới bền vững được. Nhà báo Võ Văn Tạo đã nói như vậy. Và Trung Quốc luôn luôn muốn nuốt vùng biên giới ở Kashmir ỉ mạnh hơn để bắt nạt quân đội Ấn Độ, mặc dù Ấn Độ là một cường quốc hạt nhân. Đây là hình ảnh biểu tình phản đối Trung Quốc lấn chiếm biên giới tấn công quân đội Ấn Độ vào ngày 17 tháng 6 năm 2020 tại New Delhi. Cùng nhận định trên, ông Mohan Malik của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược NESA thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng cả Ấn Độ và Việt Nam đều nhận thấy Trung Quốc là một cường quốc theo chủ nghĩa bành trướng, không bao giờ có thể thỏa mãn về mặt lãnh thổ và do đó là một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện tại.
nhà nghiên cứu Nessa được tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng trích lời cho rằng Ấn Độ đang tìm cách đối phó với Trung Quốc như Trung Quốc đã làm với Ấn Độ là ngăn chặn và bao vây. Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường các mối quan hệ với Ấn Độ để giải quyết các mối lo ngại chung về hành động tuyên bố chủ quyền ngày càng tăng của Trung Quốc trên khắp khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại Rand Corruption chia sẻ, điều này có thể liên quan đến việc chia sẻ thông tin, huấn luyện quân sự và có lẽ là mua sắm vũ khí. Nhà nghiên cứu Klossman đã nói, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội hai nước rất bổ trợ cho nhau vì cả hai đều chủ yếu dựa vào thiết bị quân sự từ thời Liên Xô hoặc Nga. Quan hệ quốc phòng và quân sự giữa Ấn Độ và Việt Nam cũng đã gia tăng trong vài năm gần đây. Trong chuyến thăm gần đây nhất của một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Ấn Độ vào cuối năm ngoái, Thứ trưởng Phan Văn Giang tuyên bố rằng hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng của quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Tuy không phải là một bên tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nhưng Ấn Độ coi đây là một vùng biển quan trọng khi có tới 55% lượng hàng hóa thương mại của Ấn Độ di chuyển qua ngả này, và Ấn Độ cũng tham gia nhiều dự án khai thác dầu khí với Việt Nam trên Biển Đông. Đây là hình ảnh mới đây giàn khoan Repsol phải rời đi dưới áp lực của Trung Quốc đã khiến Việt Nam mất 1 tỷ đô la phải bồi thường vì vụ này tại Biển Đông. Và Trung Quốc đã phải đối phó các dự án khai thác dầu khí của Ấn Độ, nhưng Ấn Độ nói việc hợp tác khai thác năng lượng với Việt Nam trên Biển Đông là phù hợp với luật pháp quốc tế. Sự hợp tác nhiều hơn nữa giữa Ấn Độ và Việt Nam trong các hoạt động khai thác dầu khí có thể sẽ diễn ra vì những hành động phát triển cơ sở hạ tầng vượt trội của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp với Ấn Độ ở Kashmir, theo nhà nghiên cứu Malik của Nessa chia sẻ. Ấn Độ coi tự do hàng hải trên Biển Đông là trọng tâm trong tầm nhìn chiến lược của họ trong một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Và theo nhà nghiên cứu Malik, điều quan trọng hơn đối với Ấn Độ là kiểm chế những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết khu vực biển có tranh chấp. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, dù cả Hà Nội và New Delhi đều có thể thấy được lợi ích trong mối quan hệ nở rộ, nhưng cả hai sẽ thận trọng, nhất là Việt Nam. Việt Nam không thể để xảy ra xung đột ngày càng lớn với Trung Quốc vì Bắc Kinh có sức mạnh đòn bẩy trong tay, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, an ninh nguồn nước Mekong và Biển Đông. Theo giáo sư Thầy, mặc dù tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông là nguyên nhân chính gây khó chịu trong quan hệ song phương giữa Hà Nội và Bắc Kinh, Việt Nam không muốn tranh chấp này trở thành tâm điểm duy nhất trong mối quan hệ giữa hai nước. Đây là hình ảnh hành trình khảo sát của tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và vùng biển trồng lấn giữa Việt Nam với Malaysia từ 16 tháng 4 cho đến 16 tháng 5 năm 2020. Cũng vào năm ngoái, tàu này đã quấy nhiễu ở khu vực bãi tư chính của Việt Nam suốt 4 tháng, từ đầu tháng 7 cho đến 25 tháng 10 năm 2019. Và vì Việt Nam đang hoạt động thông qua khuôn khổ đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ, cũng như thu hút các cường quốc khác như Nhật Bản, Nga và Mỹ, nên, theo giáo sư Thayen, Hà Nội biết rằng họ có đòn bẩy quan hệ mà họ có thể dựa vào khi cần hỗ trợ nếu Trung Quốc trở nên quá hung hăng. Và Thứ trưởng Quốc phòng của Việt Nam đã công bố không nước nào có thể bắt Việt Nam phải chọn bên. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo Việt Nam Express về nguyên tắc của nước này là không đứng về phía bên này để chống bên kia, nêu rõ không ai và không nước nào có thể bắt Việt Nam phải chọn bên vì chúng tôi độc lập, tự chủ, giành và giữ độc lập bằng sức của mình. Trong bài phỏng vấn, ông Vịnh cũng đã tiết lộ về cuộc đối thoại căng thẳng với Trung Quốc thời điểm tháng 6 năm 2011 sau khi tàu hải giám Bắc Kinh cắt cáp thăm dò địa chất của tàu Bình Minh 02 của Việt Nam. Đó là một cuộc đối thoại với Trung Quốc vào năm 2011 khi tình hình trên Biển Đông rất căng thẳng. Lúc đó, dư luận, báo chí quốc tế và một số cơ quan truyền thông của Trung Quốc nói rất mạnh: lãnh đạo giao nhiệm vụ cho tôi, cân nhắc, đáp trả. Giữa hai lựa chọn đôi co hoặc giải thích, các cấp lãnh đạo của tôi đã chọn giải pháp giải thích. Tôi và các đồng nghiệp đã lên đường sang Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh với cuốn sách trắng Quốc phòng Việt Nam. Hơn 10 năm làm công tác đối ngoại và nhất là qua chuyến đi đó, tôi nghiệm ra rằng dù đối đầu đến nhau đến mấy cũng phải giữ cho được đối thoại. Khi ngồi với nhau rồi thì phải kiên trì, kiên trì và kiên trì. Kiên trì làm cho đối tượng hiểu điều chúng ta muốn, biết được điều chúng ta không thể bước qua và không thể chấp nhận. Trong đối thoại, bên nào kiềm chế hơn, bên đấy sẽ thắng. Và có người đã hỏi tôi, các ông có sợ nước lớn buộc các ông phải chọn bên hay không? Tôi bảo, chúng tôi chọn chính chúng tôi. Không ai và không nước nào có thể bắt Việt Nam phải chọn bên vì chúng tôi độc lập, tự chủ, giành và giữ độc lập bằng sức của mình. Có những nước luôn nói khi họ sinh ra thế giới này đã là của họ, họ sẽ lãnh đạo, chi phối thế giới. Nhưng Việt Nam không như thế. Chúng tôi quan niệm Việt Nam là của thế giới, Việt Nam vì thế giới, nhưng giá trị của Việt Nam là của Việt Nam và Việt Nam tự bảo vệ lấy.
Và một điều quan trọng nữa là sau lưng người làm công tác đối ngoại thì đất nước phải mạnh, quân đội phải vững, đường lối phải rõ ràng. Đất nước yếu, quân đội không có khả năng tốt nhất để bảo vệ Tổ quốc. Đường lối lúc thế này lúc thế khác thì đối ngoại sẽ thất bại. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nói như vậy. Và sách trắng quốc phòng của Việt Nam mới công bố vào hồi năm 2019 xác nhận Việt Nam theo đuổi chính sách 3-0 bao gồm không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào và không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống lại nước kia. Đồng thời, sách trắng cũng bổ sung điều thứ tư là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Và với chính sách nhẫn nhịn Trung Quốc như vậy, liệu Bắc Kinh có chịu hài lòng với sự quy phục của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Điều đó không ai dám chắc. Chỉ có một điều mà nhiều người đã nhìn thấy, đó là lãnh hải của cha ông để lại cho gần 100 triệu người dân Việt Nam đã bị nhà cầm quyền Hà Nội coi như của riêng của họ và sẵn sàng nhượng cắt và quên lãng để được yên thân, giữ bằng được chế độ độc tài đầy tham nhũng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2020 với bản tin Lo Trung Quốc phá đại hội 13, Phú Trọng điều quân đi cầu cứu. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.